Này Manu, con đi đâu vậy? Dạ, con không đi đâu hết. Con chỉ đang... Đi cùng với cha nào. Cha đi trước đi, con sẽ theo sau mà. Thôi đi nào con, đi gặp một người này với cha. Ai vậy? Đi nào, đi với cha. Nhanh lên. Đi. Nè, đợi đã. Đi đâu vậy? Mọi thứ còn chưa sắp xếp xong xuôi mà. Lại đây, nhìn đi, xem ai gặp con này. Bác Sakhanam. Manu à. Cháu lớn nhìn quá. Xem ông cháu gửi tặng cháu gì nè. Hãy mau bày biện cho cháu ta xem. Manu, sao con bối rối vậy? Con nhìn đi, xem ông của con đã gửi tặng gì cho con. Ông Sakaram, ông chỉ được về sau khi dự hôn lễ của Manu thôi đó. Thưa nữ chúa, bệ hạ đặc biệt gửi tặng người thứ này. Sama. Cẩn thận. Nói nhỏ thôi. Nhưng em không hiểu chuyện gì hết. Cứ nhìn vào mâm quà tặng này đi, rồi anh sẽ nói. Có chuyện gì vậy? Nữ chúa, chúng ta phải nhanh chóng hành động. Lachubai đã cấu kết với Brazier, âm mưu hành thích đức vua đó. Lachubai sẽ ám sát đức vua lúc diễn kịch bằng một mũi tên thẩm độc. Đủ rồi, Gangadharao. Giờ thì ngươi có mà chạy đằng trời. Lần này ta sẽ hạ sát ngươi theo cách mà không còn cơ hội cho ngươi được sống. Đệ Thiên Nga, ta đã mơ giấc mơ đẹp. Sao ngươi lại tự nhiên chen ngang giấc mơ đẹp của ta vậy chứ? Tôi mang đến một lời nhắn từ Yunnan. Yunnan là ai vậy? Người chiến binh dũng cảm này là ai mà ngày ấy làm chủ một con Thiên Nga đẹp như ngươi và còn gửi một lời nhắn cho một cô gái bình thường như ta? Ngươi nói cho ta biết đi. Thưa cô, ngày ấy là vị vua vĩ đại của Vương quốc Nishat. Những câu chuyện về sự dũng cảm của ngày ấy được lưu truyền khắp nơi. Nhiều công chúa đem lòng yêu ngài ấy, nhưng ngài ấy chỉ yêu một mình cô mà thôi. Vậy nên ngài ấy sai tôi chuyển lời nhắn để cô hiểu được tình cảm của ngài. Bời ngài, ta đã kêu người tránh xa nơi đây. Thầy Tách Gia, là tiểu nữ đây. Xin thầy hãy qua bên kia. Mẹ Thiên Nga, những sứ giả luôn luôn thành thật. Nếu điều này là thật thì đừng để ta đợi nghe chuyện lời nhắn của ngài. Ngươi làm gì ở đây cho ta nghe đi. Không phải ngươi ở cạnh nữ chúa sao? Nữ chúa bảo tiểu nữ tới đây gặp thầy. Người đang đợi thầy ở bên ngoài đó. Đi nào. Nói đi, ngài ấy đang mong mỏi ta nhiều như sao trên trời không? Thầy Tách Gia, thầy Tách Gia. Manu, con làm gì ở đây vậy? Thầy Tách Gia, có một thảm kịch sắp xảy ra rồi. Con đang nói cái gì? Phải đó thầy ơi, ta phải cứu đức vua càng sớm càng tốt. Nhưng đức vua đang diễn trong vở kịch mà. Con biết thưa thầy Tách Gia, nhưng Lachubai sẽ mưu sát đức vua trong khi người diễn vở kịch đó. Cái gì? Dạ thật thưa thầy, bà ta đã âm mưu kế hoạch này. Cùng tên Razor, còn Botibai, cô ta sẽ biến cảnh hôn lễ trong vở kịch này thành một hôn lễ thật, chủ trì bởi một thầy tế thật.
Nhưng làm sao con biết được tất cả chuyện này? Thầy Tách Gia, con sẽ nói cho thầy rõ ngọn ngành sau. Thầy hãy canh chừng bà Lát Chô Bay cẩn thận. Còn con sẽ xử lý Moti Bay, phải nhanh lên mới kịp thưa thầy. Con đừng lo lắng, thầy sẽ xử lý hết mọi chuyện. Lát Chô, không ai có thể cướp người ta yêu từ tay của ta đâu. Ta sẽ chắc chắn kết hôn cùng ngài ấy. Hãy chuẩn bị lễ chọn chồng cho ta, nhanh lên đi. Kankadarao, người đã sống đủ rồi, sống vài phút cuối đời đi. Thầy Tế, tôi gọi ông tới đây là để hỏi thăm ông đã nắm rõ kế hoạch và chuẩn bị xong xuôi chưa? Dân ạ, tôi sẵn sàng. Vậy thì ông hãy nhớ, ngay khi tôi lên sân khấu với vòng hoa trên tay, ông phải niệm thần chú thật to, bệ hạ sẽ đeo vòng hoa cho tôi. Và khi tôi đeo vòng hoa cho bệ hạ, tất cả mọi người sẽ tung qua để chúc mừng cho tôi và bệ hạ Gangadharao. Tất cả họ sẽ cùng hô vang lên khẩu hiệu, đó là nữ chúa Sanshi Motibai vạn tuế, nữ chúa Sanshi Motibai vạn tuế. Cô Motibai, chuyện gì? Cô muốn đeo trang sức nào trong cảnh tiếp theo? Ả ngu này, cả hai đều giống nhau mà, ta đeo cái nào mà chẳng được chứ. Tất cả mọi người đều ở đây, chỉ trừ mỗi Lát Chô. Có nghĩa những gì mà Nụ nói là đúng. Xin kính chào các quan khách đáng kính và khán giả. Hãy sẵn sàng để xem cảnh cuối cùng và không thể nào quên của vở kịch này. Cảnh hôn lễ của Đức Yunan và Damadanti. Damadanti sẽ phải đeo vòng hoa cho Đức Yunan. Thực sự, khi Damadanti đeo vòng hoa cho Đức Yunan, họ sẽ thành thân với nhau. Và khi đó, họ sẽ trở thành vợ chồng. Rồi, giờ thì Damadanti sẽ giúp mình việc này. Kẻ được cô ta đeo vòng hoa chắc chắn là Gangadharao.
Thần linh ơi! Prasadena bhavishyati na sansaya manushyo mat prasadena bhavishyati na sansaya sarve badha vinirmukto dhana dhanya sutanvita manushyo mat prasadena bhavishyati na sansaya. Lạc Chủ Bài đã cấu kết với Fraser âm mưu hành thích Đức Vua. Lạc Chủ Bài sẽ ám sát Đức Vua lúc diễn kịch bằng một mũi tên phản động. Có chuyện gì? Chuyện gì vậy? Ai làm vậy? Là chuyện gì? Tại sao vậy chứ? Biết có chuyện gì nữa. Dạ đúng thưa cô, tiểu nữ nói sự thật mà. Cô đã nằm bất tỉnh ở đây. Còn một cô gái nào đó đã đóng vai Damandanti ở bên ngoài để đeo vòng quan. Lạy thánh A-la, ta không hiểu chuyện này là sao hết. Chuyện gì đã xảy ra với ta? Đây không phải là hôn lễ của Damandanti, mà là của ta. Giờ không ai có thể ngăn cản hôn lễ này được. Tự đóng vai Damadanti sao? Ba bảo vệ bị hạ, nhanh đâu! Bảo vệ bị hạ nhanh lên! Lính đâu? Tập trung lên đây nhanh! Nè nè, tiến về phía này nhanh lên! Bảo vệ bị hạ, nhanh lên! Bảo vệ bị hạ! Bị hạ, ngươi không sao chứ? Nhanh lên, tập trung về đây! Nhanh đâu, nhanh lên đi! Tạ ơn thần linh, ngươi vẫn an toàn, không có mệnh hệ gì cả. Thưa bệ hạ, chuyện này quá lắm rồi. Thật không thể sống một cuộc sống bình thường chỉ vì những kẻ không biết điều như thế này. Thưa bệ hạ, xin người rời khỏi đây ngay. Vì an toàn cho người, ta không nên chần chừ ở lại đây. Không được đâu. Ta muốn tìm ra kẻ nào to gan dám làm chuyện tày trời này. Ra quân áp. Có thần thưa bệ hạ. Mau đưa quân lính tìm kiếm mọi ngóc ngách trong cung điện này.
tên sát thủ. Hắn phải còn lẫn quẩn trong cung điện này. Y Mưu, dân thưa bệ hạ. Tâu bệ hạ, hôm nay cô Mô Tê Bài đã làm một việc rất là tuyệt vời. Khâm phục tài trí thông minh của cô ấy. Nếu như cô ấy không có ở đây thì mũi tên kia chắc chắn đã lấy mạng của bệ hạ rồi đó. Thưa bệ hạ, xin người thứ lỗi cho. Ta cũng nhận ra điều đó, mà tại sao Damadanti lại mang mạng che mặt vào cuối giữa kịch? Hãy để mọi người thấy mặt nào. Nàng thật sự đã biểu diễn rất tốt. Xấu hổ nếu một chuyện thế này lại xảy ra với đức vua. Ta phải bắt bằng được tên hung thủ đó. Tâu bệ hạ, chuyện này thật quá đáng, ta không thể chịu được nữa. Hôm nay tôi xin đề nghị công ty Đông Ánh gửi 3 trung đoàn tới đây để bảo vệ an toàn cho ngài. Không cần thiết tới đây bảo vệ đâu, ta biết cách bảo vệ cho bản thân ta và thần dân của ta mà. Giờ thì mình hiểu rồi, chính là âm mưu của tên người Anh. Trước tiên hắn khiến mình hiểu lầm, giờ thì hắn lại muốn hạ sát đức vua Gangada Rao cùng với sự trợ giúp của người khác. Và không phải mình, mà là Manikarnika đã cứu mạng người. Đứng yên. Hôm nay cô Mô Tê Bài đã xuất hiện như một thiên thần và làm một việc tuyệt vời. Ông nói đúng ông Khanh, nhưng ta có thể thấy có nhiều kẻ chủ mưu đằng sau âm mưu này. Hãy đợi mà xem. Tâu bệ hạ, thần đã bắt được một kẻ trong số chúng. Là chị sao? À,
ấy sao? Trung sĩ, đem bà ta về giam giữ. Khoan đã ông đi sơ. Ông sẽ chỉ bắt bà ấy thôi. Nhưng với tội tai đinh như vậy, chính tay người con trai này sẽ trừng phạt mẹ mình. Mẹ muốn hạ sát bệ hạ sao? Mẹ muốn giết chú con sao? Mẹ không còn quyền được sống. Mẹ không còn bất cứ quyền nào hết. Mẹ thật sự làm tổn thương con. Con không ngờ mẹ lại dám to gan làm chuyện này như vậy. Hãy dừng tay lại đi. Dừng tay. Ta sẽ không giao bà ấy cho chính phủ Anh Quốc. Hay để ngươi ra tay như thế mà không có lệnh của ta, ngươi có hiểu không? Chính ta sẽ tra khảo bại. Nếu tên Gadazal là này không chết và bà dám nhắc đến tên tôi thì bà sẽ mất đi đứa con trai yêu quý này của bà. Lính đâu? Tống giam bà ta vào nhà lâu. Em đi mau. Lính đâu? Thần xin lỗi thưa bệ hạ, chúng ta nên rời khỏi chỗ này mau. Bẩm bệ hạ, xin người đợi một lát. Thần có một câu hỏi cần giải đáp. Vậy khanh nói đi. Bẩm bệ hạ, vào đúng lúc một tỳ bài sắp sửa đeo vòng hoa cho người khi đóng đàm mà đành thì làm sao cô ấy biết trước là có kẻ âm mưu hành thích bệ hạ được chứ? Thưa bệ hạ, khi em sắp sửa chuẩn bị đeo vòng hoa cho người, em đã nhìn thấy ảnh phản chiếu của Lắc Châu Bai trong gương. Chính vì vậy thưa đức vua, em đã đeo vòng hoa quanh ảnh phản chiếu của người và Lắc Châu Bai đã nhắm vào tấm gương đó. Chuyện là như vậy thưa bệ hạ. Thưa bệ hạ, cô ấy đã hành động rất thông minh. Nhưng thưa bệ hạ, tôi xin lỗi thưa ngài, nhưng mà Motibai vừa cứu mạng đức vua của chúng ta, thay vì khen ngợi cô ấy, ngài lại đang tra hỏi nhiều như vậy. Thay mặt thần nên tôi nghĩ cô ấy xứng đáng được phong thưởng thì mới phải. Đó là công lao của cô ấy mà. Ông nói cũng phải. Nói đi Motibai, nàng muốn gì? Ta thật sự rất hài lòng. Nàng đã cứu mạng ta, nàng chắc chắn sẽ được ban thưởng. Bệ hạ, sự tồn tại của em là do lòng biết ơn của người. Em hạnh phúc khi đã có thể hy sinh cứu mạng người. Đó chính là phần thưởng lớn nhất người dành cho em.
Em không mong muốn gì hơn nữa, thưa bệ hạ. Wow, wow. Thật là đáng khâm phục, thưa bệ hạ. Rất đáng khâm phục. Mutibai, ta rất trân trọng tấm chân tình của nàng. Ta cũng cảm kích việc nàng đã dũng cảm cứu ta. Đó là lý do. Ta muốn ban tặng cho nàng một phần thưởng. Tể tướng này xin rau. Dạ thưa bệ hạ. Tịch biên toàn bộ tài sản của Lắc Châu, trao cho Mutibai và cho việc đóng vai Damadanti rất giỏi. Ta phong tặng nàng danh hiệu nghệ sĩ kịch xuất sắc nhất từ trước đến nay. Manu, Manu con đâu rồi? Ông Sakara đang đợi con bên ngoài đó. Ơi, có chuyện gì vậy? Sao tất cả đều im lặng vậy hả? Chú ơi, chị Manu bị thương rồi đó chú. Bị thương? Tại sao lại bị thương? Chị ấy đã ra ngoài. Thật Linh ơi, giờ ta cũng không hiểu con bé này muốn làm gì nữa. Ngày đó Đức Vua đã nói rõ cho con bé là chúng ta nên tôn trọng quyền truyền thống của nhau. Giờ nếu như bệ hạ biết được chuyện này, thảm họa sẽ ập tới. Con đâu còn nhỏ đâu mà không biết là không được ra ngoài trước hôn lễ hả? Nếu mọi người biết được chuyện nữ chúa của chúng ta làm hôm nay thì tất cả mọi người sẽ phải mang ơn nữ chúa suốt cả đời. Cháu nói cái gì vậy? Hôm nay nữ chúa của chúng ta đã dũng cảm mạo hiểm tính mạng để cứu mạng đức vua của Giang Si đó thưa chú. Cháu đang nói cái gì vậy hả? Cháu nói đức vua bị làm sao? Dạ phải, có kẻ đã lập mưu để ám sát đức vua trong lúc diễn dở kịch Nanda Madanti. Nếu như nữ chúa không đến đó kịp lúc thì có thể đức vua của chúng ta đã mất mạng rồi. Đủ nhưng rồi. Mà sao Lắc Châu ơi, đủ rồi sao? Bà cố mưu sát đức vua, một việc tài đình như vậy mà bà cũng dám làm. Hôm nay những gì tôi làm với bà thậm chí sẽ khiến bà sống dở chết dở. Hãy tiếp tục cho ta. Xin nương tay, xin nương tay. Raghunath, thưa chị, thế gian từng gọi chị là một ả kỵ nữ, nhưng ta từng gọi chị là mẹ. Chị từng nói Gangada Rao, ta từng cho ngươi ăn, từng cho ngươi mặc, nhưng hôm nay
Hôm nay chị mưu sát ta sao? Chị không thể chủ mưu việc này được. Hãy khai sự thật đi. Là kẻ nào đã sai khiến chị? Ta chưa bao giờ bán đứng mình Gangadharao. Ta đã tự nộp mình cho anh trai của ngươi. Ngay cả khi vợ ông ấy đã hất hủi ông ấy, ta chấp nhận ông ta. Và ta đã nhận được những gì. Hôm nay đứa con của Raghunath Devanka không phải là người Hindu, cũng không phải là người Hồi giáo. Mặc dù còn sống, nhưng nó sống không bằng chết. Bởi vì ngươi xem nó chứ không tồn tại trên cuộc đời này nữa. Nhưng nó còn sống dưới ta, Gangadharao. Nó còn sống dưới ta. Và nó mới chính là người kế thừa ngôi vị của thành Ranshi này, ngươi hiểu chưa? Chị đã nhầm rồi thưa chị. Chị không thể có được ngai vị chỉ vì chị nghĩ chị xứng đáng, mà chị phải chứng minh với người khác là chị xứng đáng có được ngai vàng. Và ngươi chứng minh là ngươi xứng đáng làm vua trên sân khấu của ngươi sao? Gangadharao, con trai của ta không biết nhảy múa hay diễn kịch cho ngươi đâu. Đủ rồi. Sao là đủ? Ngươi không thể chấp nhận sự thật này hay sao? Nhớ lời ta đây. Ngày mai một ả kỹ nữ sẽ ngồi trên ngôi vị của Ranshi, còn ngươi sẽ phải nhảy múa. Chỉ tội nghiệp cho Manikarnika. Không. Một cái chết dễ dàng sẽ là phần thưởng cho bà. Bà phải chịu một cái chết đau đớn. Ta chắc chắn có kẻ đứng đằng sau lập âm mưu ám sát ta. Bà chỉ có hai lựa chọn thôi. Một là mau khai tên kẻ đó ra. Hai là bà sẽ sống không bằng chết. Manikarnika đã lấy đi rồi không? Nếu chuyện đó xảy ra thì thảm họa sẽ ập tới đây. Cô ta đã nói với đức vua. Anna, tình hình của Manu thế nào rồi? Con bé đã qua giai đoạn nguy kịch, nhưng nó vừa mới chập mắt. Chỉ có thần linh mới biết những gì được sắp xếp cho con bé. Liệu con bé sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, hay là nó sẽ phải luôn tranh đấu? Kỹ đi thì tát nha. Con bé sẽ kết hôn với một vị vua mà cả gia đình ngài ấy đều đang âm mưu chống lại ngài. Một mình con bé thì có thể làm gì được chứ? Anh à, anh vẫn chưa xem xét từ hành động của Manu rằng con bé không phải là một cô gái bình thường như những cô gái khác. Ngay cả khi còn nhỏ, con bé có thể biến bất kỳ loại tai họa nào thành ân huệ. Thành thực mà nói, tôi nghĩ rằng số mệnh muốn Manu của chúng ta sẽ hoàn thành một số nhiệm vụ rất quan trọng trong cõi đời này. Anna, lúc nào đó anh hãy cố gắng nhìn lại mọi thứ từ quan điểm của Manu.
sau đó thì anh sẽ thấy rằng âm mưu này chẳng là cái gì hết. Cha ơi, đừng ngồi dậy con yêu. Cha, giờ này mà cha còn ở đây sao? Khi con gái là một chuyện tuyệt vời, người cha phải cảm thấy hạnh diện. Không đâu cha, con đâu có làm chuyện gì tuyệt vời đâu. Đôi khi hoàn cảnh bắt buộc con phải làm những chuyện này. Và có lẽ con thành công là vì con có được lời chúc phúc của cha. Nhưng con vẫn có một ước muốn trong tim con, đó là cha của con luôn luôn có thể ngẩng cao đầu, thưa bệ hạ. Đại tu sĩ thành Bi Thoa Vajradhan gửi tặng một món quà cho người, đó là mặt di chuyển linh thiêng. Nếu người mang thứ này, mọi rào cản trên con đường của người sẽ bị tan biến. Thưa bệ hạ, ta xin lỗi vì đã đến đây quấy rầy người vào giờ này. Ta đã quen sống giữa những chuyện lộn xộn rồi chị à. Nói đi, chị tới tìm ta có việc gì? Chuyện cũ thôi, ta không thể nào không nghĩ ngợi được. Bệ hạ, ta tự hỏi sao ta cứ có cảm giác rằng kể từ khi hôn sự của ngài được ấn định, đã có một số chuyện không hay liên tiếp xảy đến với người. Thần xin lỗi thưa Thái Hậu, nhưng thần tin chắc rằng bệ hạ còn sống chính vì việc kết duyên của người đã được ấn định với Manikarnika. Bởi vì trong kinh dạy về hôn nhân, sự may mắn của người vợ ảnh hưởng đến số phận của người chồng. Khanh nó cũng phải, ta cũng nghĩ như vậy. Manikarnika không chỉ bước vào cuộc đời ta mà còn ảnh hưởng đến vận mệnh của danh si này. Nếu không thì còn rất nhiều chuyện khác vẫn còn là một bí mật với ta cho đến tận bây giờ. Này con, con đã hy sinh đi cứu mạng bệ hạ, nhưng lỡ như bệ hạ biết được. Không đâu cha ơi, bệ hạ không biết gì hết. Con gái của cha, con thật sự là một con gái phi thường. Nhưng mà ta cần phải báo cho bệ hạ biết chuyện này con à. Thưa cha, giờ con muốn viết một bức thư cho bệ hạ. Được rồi, con cứ viết đi. Chị dâu à, các vấn đề này chắc chắn đã phát sinh sau khi hôn nhân của ta được ấn định. Nhưng chị cũng biết tất cả những âm mưu và vấn đề đều thất bại ngay sau đó. Vâng thưa bệ hạ, nếu người khác cũng như chúng ta, tất cả đều nghĩ đến hạnh phúc của mọi người nhờ ơn phúc thần linh, mọi chuyện đều sẽ có kết quả tốt. Thank you.
mau đưa bức thư này đến tận tay đức vua đi. Tuân lệnh thưa nữ chúa. Bệ hạ. Vào đi Mutibai. Em xin lỗi đã quấy rầy người, thưa bệ hạ. Thực ra trong lòng em đang cảm thấy buồn chồn nên em mới tới đây. Nói đi Mutibai, có chuyện gì vậy? Dạ không, chỉ là em muốn biết tại sao Lakshobai lại hành thích bệ hạ. Ta vẫn chưa có được câu trả lời, nhưng ta sẽ chắc chắn tìm ra nguyên nhân. Bà ta sẽ khai ra mọi chuyện và ai là kẻ chủ mưu đứng đằng sau âm mưu này. Tôn bệ hạ, nữ chúa Manikarnika gửi một bức thư cho người. Mời vào. Bệ hạ vạn tuế. Nữ chúa Manikarnika sai tiểu nữ chuyển bức thư này tới tay người. Cảm ơn ngươi. Không biết Manikarnika có nhắc tên mình trong đó không? Tên của nàng cũng được nhắc tới trong bức thư này rồi.